Tại sao họ cũng là người ở trong nước là người Việt thì đương nhiên rồi, ở trong nước họ thương yêu đùm bọc. Thì qua cái dịch này chúng ta biết chia sẻ từng bao gạo từng bó rau. Tại sao bên bên những cái kẻ mà gọi là chối bỏ quê hương nhưng mà mang trong họ mình dòng máu Việt, họ không làm được điều đó. Đơn giản thôi, bởi vì khi mà họ lớn lên và họ hình thành cái nhân cách thì họ sống ở đâu? Sống ở một cái chế độ gọi là tay sai cho Mỹ, cho nên cái nhân cách, cái văn hóa yêu thương đùm bọc lẫn nhau của người Việt họ không có. Họ sống một chế độ thực dụng, một cái chế độ là quen được cho ăn không ngồi rồi. Đó. Cho nên bây giờ cái việc mà nói mà cái yêu thương đùm bọc hay là đoàn kết giúp đỡ nhau của người Việt ở Cali và một số cộng đồng người Việt ở các nước mà có cái nguồn gốc từ chế độ cũ sẽ không bao giờ có cái chuyện đó, hoặc có thì rất hy hữu, rất ít thôi, không mang được gọi là gọi không, đó là cái hiện tượng chứ không phải là bản chất. Nếu có người nào đó đứng ra giúp thì chỉ là hiện tượng, cái nhân văn trong con người ta nó nổi, nó lớn hơn người ta đứng ra để giúp mình đó. Cái đó không phải là bản chất. Mình phải hiểu hai cái bản chất của hiện tượng đó, nó khác nhau. Ví dụ như ở Việt Nam thì những cái người mà họ cũng nghèo, họ cũng được hỗ trợ, nhưng mà khi đem họ họ có rồi, chúng ta đem gạo đến, mình đã từng mình đi rồi mà, thì cái người ở trong nhà ta nói ra có nhà 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 tôi đủ rồi để nhường cho người khác đó, họ cũng là cái người không phải là dư nhưng mà họ có đủ rồi thì họ nhường cho người khác, Hơi chứ nhường cơm sẻ không áo cần là họ phải giàu có họ mới chia sẻ cho người khác đâu. Cái chuyện giàu có mà chia sẻ đó là chuyện bình thường rồi, nhưng họ thấy đủ đó, nhường cho người thiếu, đó là cái gì? Đó mới là người Việt, nhân văn nó nằm ở cái chỗ đó. Còn nói về cái cộng đồng người 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 Việt đó, người Mỹ gốc Việt mà gốc Ba que, thật sự có quá nhiều vấn đề để mà chê trách họ. Họ đem đi, mình thấy cái cộng đồng người Hoa đó, họ đi đâu họ đoàn kết kinh khủng đó. Tối ngày đi chửi Trung Quốc, chửi Tàu Cộng, nhưng mà nhìn cái thằng Tàu Cộng nó làm đi kìa, thua xa lắc xa lơ. Tàu Cộng nó qua Mỹ nó làm rất nhiều cho nước Mỹ, đóng góp rất nhiều cho nước Mỹ, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, đặc biệt là gì, là khoa học kỹ thuật, khoa học kỹ thuật. thật ra người người China đó, Nam Phong, họ đi đó, đến đâu họ đều có sự thành công và họ lập được một cái Chinatown riêng cho họ. Ở Đúng rồi, Canada cộng cũng có đồng một nó cái mạnh. Chinatown nha. Cộng đồng của họ họ rất là đoàn kết, họ đoàn kết và họ họ về về cái tình mà dân tộc của họ nó rất là cao, cái tính dân tộc của họ rất là cao, không giống như người Việt của Chính xác. mình. Thật sự người Việt của mình nó làm cho chúng ta, một số người Việt như vậy đó, có cái sự cực đoan đó, họ làm cho chúng ta mất mặt với lại cộng đồng của thế giới rất là nhiều, rất là nhiều. Cho nên là các anh chị ở chế độ cũ, anh chị cô chú và lớn tuổi nên dạy dỗ con cái mình phải nhìn lại, phải biết soi gương nhìn lại cái cách cư xử của chúng ta, của con cái mình như thế nào, đối với đồng bào như thế nào, và nhìn nhìn vào người cha na mà học hỏi cái sự đoàn kết tương thân tương ái của họ, làm cho cộng đồng của họ càng ngày càng mạnh ở bất kỳ đất nước nào. Nam Phong thấy bất kỳ đất Đúng rồi. nước nào cái cộng đồng cha Chính na xác, họ rất là họ mạnh. đi đâu anh Ừ. à, An Nhiên thấy đó, mình là cái người Việt, nếu mà mình nhìn suốt cái chiều dài lịch sử và những ai là người Việt Nam, chắc chắn chúng ta sẽ có cái ấn tượng rất xấu về Trung Quốc.
Bởi vì rõ ràng thì chúng ta nhìn thấy lịch sử, chúng ta đã thấy được cái việc mà Trung Quốc nó luôn hăm he, đúng không? Và nó đã thực hiện, chứ không phải hăm he đâu, là chiếm Việt Nam. Nó muốn Việt Nam trở thành một cái vùng, một cái tỉnh gì đó của Trung Quốc. Thì là cái người Việt chúng ta chắc chắn sẽ không ưa Trung Quốc, nói thẳng một câu là như vậy. Nhưng mà cái người có nhận thức, cái người mà biết suy nghĩ cho đại cục thì sẽ không tẩy chay, đó, tẩy chay tiêu cực Trung Quốc. Bởi vì chúng ta đang là một thành viên của WTO, chúng ta đang bang giao làm ăn với tất cả các nước trên thế giới, trong đó cái quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc nó rất là lớn. Bây giờ nó lên tại cả một năm hình như là 100 tỷ đô rồi đó. Cho nên cái việc mà chúng ta nói là tẩy chay là cái hành động ngu xuẩn. Chúng ta làm ăn với Trung Quốc là có lợi cho dân, cho nước, đặc biệt là nhân dân. Thử bây giờ tẩy chay Trung Quốc, đóng cửa các cái biên giới đi, rồi người nông dân trồng nông sản họ chết hay họ sống? Chắc chắn là sẽ chết, bởi vì nông sản chúng ta xuất khẩu qua Trung Quốc rất là nhiều. Vậy thì cái chuyện, cái việc tẩy chay đó nó đúng hay nó sai, nó khôn hay là nó ngu, chỉ những kẻ ngu si nhận thức kém mới gọi là tẩy chay. Chúng ta ghét nó nhưng chúng ta phải chơi với nó. Mỹ cũng vậy thôi, Mỹ nó đâu ưa gì Trung Quốc, nhưng mà thương mại hai chiều của Mỹ và Trung Quốc là lớn nhất thế giới. Hàng hóa Trung Quốc vô nhập vô Mỹ là nhiều nhất thế giới. Thế tại sao vậy? Ngay cái nước giàu có nhất thế giới là Mỹ cũng phải chơi Trung Quốc. Tại sao tụi nó lại kêu là Việt Nam tẩy chay? Tụi nó có cha mẹ, có anh em, có bạn bè, có người thân ở Việt Nam làm nông không? Và khi mà cái người nông dân đó không xuất khẩu được hàng hóa đó thì họ sẽ sống như thế nào? Tụi nó có nghĩ tới cái vấn đề đó không? Gọi là chống cộng cực đoan là như vậy. Đoan là nó ngu muội, không bao giờ nghĩ cho đại cục, nhưng mà miệng mồm lúc nào cũng nói tôi yêu nước, tôi thương dân. Yêu nước thương dân mà khi cái hàng hóa của nông nông dân Việt Nam xuất khẩu qua Mỹ thì nó đem ra nó đòi tẩy chay. Vậy nếu tẩy chay hàng Trung Quốc thì nó, hàng Việt Nam thì nó lại xài Hàn Quốc à? Nó ghét tàu cộng kiểu đó hả? Đúng không An Nhiên? Đúng. Ví dụ người châu Á, Lẽ người Việt ra thì giống quen như sử dụng bản thân của An Nhiên đó đó. nha, thật sự khi mà mình thấy bất kỳ một cái gì mà made in Việt Nam tại nơi xứ Mỹ á, mình rất là tự hào nha Nam Phong. Thật sự mình thấy Chính xác. trong nhà của An Nhiên là có hai cái chiếc hai cái ghế bằng gỗ. An Nhiên lật dưới đít nó lên, cái đít ghế lên, thấy nó đề là made in Việt Nam, mình mừng rỡ vô cùng luôn. Thậm chí từng cái ghế gỗ như vậy mà cũng được xuất khẩu qua Việt Nam, mình cảm thấy rất là tự hào. Đó, những cái thức ăn của Việt Nam ngày xưa á, ở bên Mỹ thèm đồ ăn Việt Nam rất là khan hiếm, nhưng mà từ sau khi năm 95 á, thì Mỹ tháo gỡ lệnh cấm vận á, thì tất cả những cái thức ăn của Việt Nam được xuất khẩu qua Mỹ á, trời ơi, họ ở bên này họ họ chửi, họ nói thức ăn Việt Nam này nọ, họ chê bai, nhưng mà cuối cùng Độc họ lại đi về Việt Nam, họ lụm từng món đồ ăn Việt Nam qua, thậm chí họ bị phạt 300-400 đô, họ biết như vậy họ vẫn lụm qua để mà họ ăn, họ họ sử dụng. Nó có nghĩa là bản thân của họ 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 sống có lỗi với lại bản thân của họ lắm, họ nói một đường họ làm một nẻo, đúng không, họ chê bai nhưng mà họ lại thèm thuồng, đó là như vậy. Như vậy tại tại sao mình lại tự đặt mình vô cái khuôn khổ như vậy, mình tự sống cái cuộc sống giả dối và đau khổ giống như vậy, tại sao mình không sống thật đó, mình sống thật, mình là người Việt Nam thì mình xài đồ Việt Nam, mình tự hào đồ Việt Nam được xuất khẩu qua toàn thế giới, mình thấy một cái gì của Việt Nam ở tại nơi nước Mỹ mình đều phải tự hào, và mình cảm thấy ở Việt Nam mình á, cũng đã có rất là nhiều cố gắng và bây giờ đã được công nhận những cái điều đó. Đó mới là một con người Việt Nam, một con người nghĩ về dân. Nhưng mà bọn họ lúc nào cũng kêu, ôi tôi thương dân Việt Nam lắm. Thương dân Việt Nam bằng 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 nước bọt à. Thương dân bằng Việt hành Nam là động phải tẩy biết chay được từng hành động.
đúng không? Từng cái tích cực mình phải tự tự hào từng từng cái nhỏ của Việt Nam, cái đó mới gọi là thương dân đó. Không cần họ cho tiền cho bạc gì cả, chỉ cần cho một cái lời khen, cho một cái sự biểu dương để mà người dân Việt Nam mình có thêm nghị lực, có thêm cái lời động viên, đúng không? Đấy. Mình cần ở Việt Nam này cần, tại sao có nghị quyết 36 đúng không? Nghị quyết 36 là dành cho những người giống như An Nhiên. Nhiều kẻ nói Không là không, không phải, không phải. Nghị quyết 36 dành cho những người chống phá đất nước Việt Nam, chế độ cũ đi về. Còn đối với An Nhiên là đồng bào của nước Việt Nam, An Nhiên không có, chưa hề có những cái mà sai phạm, cho nên là nghị quyết 36 không phải dành cho An Nhiên, không phải dành cho những người nằm trong thành phần như An Nhiên, mà nghị quyết 36 dành cho những người của chế độ cũ đã từng có những hành động sai trái về đất nước Việt Nam mình. Khi đi về Việt Nam thì họ sẽ được chào đón giống như những người đồng bào. Đó. thì bây giờ mình trao đổi cái vấn đề của ngoại giao vaccine đó, rồi một số vấn đề của người Việt. Bây giờ mình sáng hôm nay mình nói luôn cái chuyến thăm của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đó, là đi 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 qua thăm Cuba và sau đó là chuyện cuộc họp đại đồng Liên Hợp Quốc Mỹ. Thì rõ ràng chúng ta thấy ở đây đó là cái vị thế của Việt Nam. Chúng ta phải thừa nhận một câu rằng vị thế của Việt Nam bây giờ nó đã khác xưa rất nhiều. Tiếng nói của chúng ta trên trường quốc tế đó, nó có trọng lượng và thế giới họ lắng nghe. Chính cái vị thế đó chúng ta mới tự tin đứng trên nước Mỹ và kêu gọi nước Mỹ và Liên Hợp Quốc bỏ cấm vận Cuba. Ta đứng ngay ngay trên đất Mỹ mà chúng ta dám phát biểu câu đó, nghĩa là sao? Chúng ta đâu có ngại ai đâu. Vị thế của Việt Nam bây giờ khác rồi. Ngày xưa chúng ta kêu gọi trong nước hoặc là các diễn đàn ở đâu đó, bởi vì Việt Nam với Cuba đó là hai người bạn mà chúng ta không gọi là đồng chí, mình đó là giống như là người thân trong gia đình đó. Và cái vị thế đó chúng ta dám dám đứng tại nước Mỹ và chúng ta tuyên bố, chúng ta khẳng định luôn là yêu cầu là phải bỏ cấm vận cho Cuba. Đó là một cái hành động mà chúng theo tôi nghĩ đó là thể hiện cái sự bản lĩnh can đảm của Việt Nam. Đúng. Nhiều nước đâu có dám làm, biết là nó sai đó nhưng mà không dám lên tiếng. Ví dụ như Philippines, Thái Lan chẳng hạn ở Đông Nam Á có dám lên tiếng không? Lên tiếng sợ mất lòng bố Mỹ, mất lòng đại ca, đâu có dám. Nhưng mà Việt Nam mình đâu có ngại, chắc chắn Mỹ sẽ phật lòng khi mà chúng ta phát biểu lại đại hội đồng Liên Hợp Quốc cái nội dung đó. Mỹ sẽ phật lòng nhưng mà Mỹ sẽ không bao giờ bỏ Việt Nam, không bao giờ dám mà gọi là không chơi Việt Nam. Bây giờ Mỹ cần Việt Nam hơn Việt Nam cần Mỹ. Tôi xin khẳng định điều chúng ta thấy đó. Mỹ sang thăm Việt Nam rồi chúng ta mới qua. Họ cần mình họ sang trước. Đó. Phó Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng. Họ sang. Họ đâu có đi du lịch. Sang để mà thắt chặt cái mối quan hệ. Mình hiểu có những cái nội dung mình không thể nắm được. Nó còn cái gì trong đó nhưng mình không cảm được. Nhưng cái hành động họ sang chứng tỏ họ có một cái thiện chí rất lớn đối với Việt Nam. Tại sao những cái nước đồng minh, rất nhiều nước đồng minh họ không sang, Mỹ nó không sang? Thái cái Philippines lâu lắm rồi có thấy tổng thống Mỹ nào qua thăm đâu. Đồng minh hàng trăm năm mà luôn là Việt Nam, nếu mà ở Đông Nam Á là Việt Nam. Thì rõ ràng cái vị thế của chúng ta nó khác khác xưa rất nhiều và chúng ta dám khẳng định một điều rằng các nước lớn, tất cả các nước lớn đều cần Việt Nam. Và đương nhiên thì quan hệ hai chiều mà chúng ta cũng cần. Nhưng mà nói chúng ta đi xu, đi nịnh, đi xin thì đừng bao giờ
có cái suy nghĩ đừng bao giờ nói câu ngu xuẩn. Việt Nam cứ sinh ra hết, nó gọi là ngoại giao mà, họ hỗ trợ mình cái này thì mình sẽ ưu đãi cho họ cái khác, và các cái thằng tư bản nó không dạy, nó đem nó cho không ai đâu. Thậm chí một cái khẩu trang như N95 mà đợt mới bùng phát dịch, mấy gì đồng minh tư bản còn giành giật nhau ăn chặn của nhau nè, chứ đừng nói là nó cho ai. Một lô khẩu trang của Trung Quốc xuất ra Mỹ chặn đầu lấy, nhưng mà trong khi lô đó là cái lô mà xuất qua châu Âu đó. Lúc đó Ý đang là bùng phát, Ý rồi tới Anh tới Pháp thì Mỹ chặn đầu lấy trước đó. Đồng minh kiểu gì, nên chúng ta không không ngại Cũng giống như đó. Nam Phong biết không, cái hình ảnh này nè, hình ảnh có một em chiến sĩ công an cõng một bà lão trong cái trận mưa lụt vừa rồi đó, thì cõng một Đúng cụ rồi. già. Cái tụi nó cũng xuyên tạc, nó nói là nước nó mới tới đầu gối thôi, tại sao phải cõng giống vậy. Cái tư duy rất là ngu xuẩn ở điểm này, cái gì nó cũng xuyên tạc được. Tại sao phải cõng? Tại vì cụ quá già, cụ quá già, cụ không thể đi nhanh hơn. Thì cái sức chai tráng của chiến sĩ công an đó cõng cụ để nhanh vượt qua khỏi cái trận lũ đó hơn. Tại sao mình không nghĩ tới cái điều đó mà nó lại xuyên tạc, nó nói là làm màu đồ này nọ khác kia. Thì những cái hành động rất là đẹp như vậy thôi mà nó lại xuyên tạc một cách rất là trắng trợn. Thì Nam Phong nghĩ xem cái tụi này á có cái lòng của nó rất là trắc ẩn và rất là bẩn và vô lương tâm, không bao giờ suy nghĩ tới những cái điều tốt cho xã hội. Trái À, tim rất là anh bẩn Nhiên nói, những người đó. chính xác. Mình liên hệ cái cũng là một cái cơn cái trận lũ ngày xưa năm hình như năm 1971 ở miền Trung cũng có một cái trận lũ, nó cũng tương tự như trận lũ mà năm ngoái á, miền Trung cái vùng mà đang thuộc quân Việt Nam Cộng Hòa chiếm đóng, là từ Bình Định đổ ra tới Đà Nẵng tới Quảng Trị luôn á, gọi là ngập lụt, gọi là rất nặng. Thì cái bộ sậu của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tổ chức một cuộc họp, và tôi mình nhớ là đợt đó chết tới mười mấy ngàn người. Thì cái bộ sậu Việt Nam Cộng Hòa tổ chức một cái cuộc họp rất là hoành tráng, họp giống như họp quốc hội, cũng thông báo là ở miền Trung lũ lụt đồ này kia, nhưng tuyệt nhiên không thấy có những cái hành động, không có những cái hành động là đưa quân Để đội hay đưa những cổng cái lực lượng khác người để cứu trợ, giống như là chúng dân. ta thường, giống như là quân đội, công an rồi các lực lượng là đến cứu trợ. Chúng ta biết ngày xưa việc mà cái phương tiện cơ giới của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa nó rất nhiều, máy bay rồi xe cộ, nhưng mà họ tuyệt nhiên không bao giờ thấy cái hình ảnh cái người lính Việt Nam Cộng Hòa đi cõng một cái người già ở lộ bị bỏng như vậy đâu, không bao giờ có. Hoặc là đem máy bay rồi đem tới hàng cứu trợ, rồi thậm chí là vừa rồi chúng ta thấy năm ngoái chúng ta thấy có một cái máy bay của của các anh hải quân là ra cứu một cái tàu gặp nạn ngoài biển đó, chúng ta đã xem cái hình ảnh đó. Đó đó là những cái hình ảnh mà thời chế độ Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ. Và cái việc mà nó phản ánh như anh Nhiên nói hồi nãy, nó là đương nhiên, bởi vì bản chất nó không quan tâm, nó không có tình người, Đúng rồi, tụi nó nên nó chỉ thấy mình muốn là làm tụi nó nó mới moi lạ, móc và xuyên tạc, tụi nó moi móc đúng xuyên không? tạc đúng Nếu như không? tụi Hình ảnh nó là các thì tụi nó để cụ già chết, chính xác không? đó, Nếu như đúng tụi nó rồi, là tụi nó để cho cụ già tự lội lội không được thì chết thôi. cái tư Cho duy nên rất việc mình là cổng á, tư đúng không? duy rất là hạn hẹp. Nhưng Nam Phong nó kêu là tại cái gì nước không tới ngập không tới đầu gối, tại sao là cái gì cổng như vậy là làm màu. Nhưng mà nhìn lại đi, độ tuổi của cụ đó cũng đã 80 rồi, nếu như mà để cụ đi biết chừng nào mới vượt qua khỏi cái trận lũ. Tất nhiên cái sức trai trẻ là người ta phải cõng để đi thật nhanh,
cho nó qua khỏi cái sự nguy hiểm đó, đúng không? Đó là hành động rất là đẹp mà tụi nó cũng xuyên tạc cho bằng được, có nghĩa là chúng ta thấy được cái bản chất của tụi nó rất là khốn nạn. Mình so sánh hai cái hình ảnh, không, một cái hình ảnh mà chúng ta thường thấy nhất và nó thể hiện cái tình người, cái sự văn minh nhất, đó là gì? Chúng ta dắt một cụ già qua đường ở Việt Nam hay ở nước ngoài, một con đường bình thường thôi, nhưng mà thấy cụ già qua đường thì nhiều người xuống bắt đầu dắt qua đường. Đó là một cái hành động rất đẹp đó. Vậy thì bây giờ mình cứ so sánh đi, cái con đường trống trải đó cụ già có thể đi qua rất dễ dàng, mà chúng ta phải phải dắt, bởi vì nó có thể gây nguy hiểm cho cụ. Vậy thì cái nước lũ đó nó ngập lên tới đùi thì chúng ta nỡ để cụ già tự đi hay sao? Đó có phải là con người không? Thì mình đặt câu hỏi như cái đám ma que đó, nó có phải là con người không Xuyên tạc, nó xuyên tạc đủ hay điều, là nó là cái gì, súc vật? thậm chí mà cái hình ảnh mà các chiến sĩ rồi các em thanh niên rồi đó trong quốc phòng dân phòng rồi đó tổ dân phố đi trèo lên trên trên mái nhà để cổng các người dân rồi đi xuống đó, nó kêu chứ nước mưa ngập lên tới gần nhà mà tại sao mái nhà lại không bị ướt. Trời ơi, như thấy cái bản chất của tụi nó, nhưng nó thiệt, nhưng không biết nói sao luôn á, không Sủng tụi nó sống ủ tụi kiếp đó là người gì, thật. mình chỉ có mấy câu để mà nói lên cái nhân cách ngu xuẩn, là không có tính người, vô cảm, thậm chí là Đúng ác rồi, độc, cái sự vô cảm, đúng đúng rồi, không? cái điều này nói lên cái sự vô cảm của Không một thể chấp nhận.